Rồi sáng rồi. Nè, thấy coi nha. Đừng có máng về trước, máng về trước nè. Đỏ hai cộng vô đi. Rồi. Cộng này đưa vô trong. Rồi đúng rồi. Rồi. Rồi, vậy đi. Rồi, đứng tăng, đứng tăng. Dục cái đầu đó xuống đi. Dục cái đầu da cáp xuống dưới. Đâu cũng được. Rồi dục đại xuống đi. Rồi. Rồi là quay máy. Ống giải này chắc bị xì quá. Thường thường á, mấy ống giải này là người ta phải ở dưới người ta khuấy vùng non, người ta bơm lên cái cho nó tráng, nó bít mấy cái lỗ của ống giải á. Rồi bật cò quay nghe ra đó. Ừ, quay mạnh lên xiết hai ba vòng á buông cò. Rồi rồi ta xiết con đưa ơi, xiết con đưa ơi. Chị gỉ cái cây, gỉ cọng cáp cho nó thẳng thẳng chút nè. Rồi coi đỡ cái ống đó coi. Không không, xiết căng đưa, tự tự nó lên nước à. Xiết căng đưa gan ti thôi chứ cần chi phải gì. Nước nó đang tép nó mà. Bung vô đó ra cái. Đây. Nhật lên ra cái Nhật. Tớp ra lại anh. Tớp ra gan tay lại anh. Rồi gan tay đây, gan tay đây. Vô bảo. Vô. All right.